Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc chiến giữa tướng Phan Văn Giang và tướng Lương Cường bao giờ mới ngã ngũ. Sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta thấy có hai khuôn mặt quân đội được xướng tên trong 18 nhân vật trúng cử vào Bộ Chính trị khóa này. Đây là một tiền lệ hiếm có, tình trạng hai hổ nhốt chung trong một chuồng như thế này rất dễ xảy ra cuộc chiến giành lấy vị trí số 1. Hiện nay, ông Phan Văn Giang đang là Tổng Tham mưu trưởng, còn ông Lương Cường là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Hai ông này đang tranh nhau chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầy quyền lực, nhưng cho tới nay, tin tức rò rỉ cho biết cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn đang bỏ ngỏ chứ chưa ai thực sự sở hữu nó. Tuy nhiên, ông Ngô Xuân Lịch thì chắc chắn phải rút lui sau khi chính phủ mới chính thức được Quốc hội khóa 15 thông qua. Nếu nói về cấp bậc quân hàm thì ông Phan Văn Giang chỉ mới có thượng tướng, thấp hơn ông Lương Cường một bậc. Tuy nhiên, về tư cách trong Bộ Chính trị thì hai ông này ngang nhau, vì vậy chưa thể khẳng định ai mạnh hơn ai trong sự cạnh tranh tay đôi như thế này. Đây là hình ảnh tướng Phan Văn Giang và tướng Lương Cường. Đáng chú ý là cả hai ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường đều tham gia chiến đấu và chiến tranh biên giới phía Bắc của năm 1979. Tuy nhiên, sau đó, mỗi người rẽ một nhánh khác nhau để tiến thân. Ông Lương Cường đi theo nhánh chính trị quân đội, ông Phan Văn Giang đi theo nhánh quân sự quân đội. Người làm chính ủy, người làm tư lệnh. Cũng trong năm 2016, hai người này đã tiến tới nấc thang gần với nấc trên cùng nhất. Ông Lương Cường làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, còn ông Phan Văn Giang thì làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Lương Cường sinh năm 1957 và nhập ngũ năm 1975. Ông Phan Văn Giang thì sinh muộn hơn 3 năm và nhập ngũ cũng muộn hơn 3 năm, nên mới có chuyện ông Lương Cường được thăng hàm đại tướng, còn ông Phan Văn Giang chỉ mới thượng tướng mà thôi. Hai người này cũng đang kèn cựa nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, chưa phân thắng bại. Trong quá khứ đã từng có trường hợp nếu nhiều hổ nhốt được trong một chuồng như bây giờ thì rất nguy. Ở đại hội 7 và đại hội 8 từ năm 1991 cho đến năm 2001, trong Bộ Chính trị cũng đã chứng kiến trong Bộ Quốc phòng đã có đến hai người vào ủy viên Bộ Chính trị như thế. Tại hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương khóa 7 vào tháng 1 năm 1994, ông Lê Khả Phiêu được bầu vào Bộ Chính trị. Ông Phiêu lúc đó đang là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1991. Trong khi đó, ông Đoàn Khuê đã là ủy viên Bộ Chính trị từ đại hội thứ 7 năm 1991. Và cũng đã xảy ra trường hợp tranh chấp nhau như thế để tiến xa hơn trong Bộ Chính trị, mà cụ thể là các vị trí tứ trụ. Vào năm 1996 đã xảy ra vụ án của ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hà Phan, người mất chức thường trực Ban Bí thư và bị khai trừ, và ông Lê Khả Phiêu được xem như là trường hợp bổ khuyết trong Bộ Chính trị khi đó. Sang đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 vào tháng 6 năm 1996, cả hai ông Đoàn Khuê và Lê Khả Phiêu tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh ông Lê Khả Phiêu, vốn người ở Thanh Hóa, đã vào Bộ Chính trị không theo nghề binh mà theo leo vào tứ trụ. Lúc này, ông Phiêu được phân công làm thường trực Bộ Chính trị kiêm trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng môi trưởng Quân đội Nhân Việt Nam Phan Văn Trà cũng được bầu vào Bộ Chính trị. Như vậy, ở khóa 8 đã có 3 thành viên của quân đội trong Bộ Chính trị. Tuy ông Phiêu sau đó được phân công làm thường trực Bộ Chính trị, đây là bước chuẩn bị để ông Phan Văn Trà thay thế Đoàn Khuê, vì ông Đoàn Khuê đang bị bệnh và dự tính vào cuối năm 1997 thì sẽ về nghỉ hưu. Cũng tại hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, họp vào ngày 22 đến ngày 29 tháng 12 năm 1997, ông Đỗ Mười đã chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư cho ông Lê Khả Phiêu, đồng thời ông Phạm Thanh Ngân đang là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vào Bộ Chính trị. Ông Phạm Thanh Ngân sau đó được phân công làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho tới năm 2001. Dấu hiệu tranh giành trong quân đội đã bắt đầu nổi lên. Như vậy là giai đoạn năm 1991 đến năm 2001 đã có lúc Bộ Quốc phòng có 2-3 thành viên trong Bộ Chính trị. Điều đáng nói là ông Lê Khả Phiêu tuy cấp hàm thượng tướng nhưng cũng từ bỏ binh nghiệp và nhắm đến chiếc ghế Tổng Bí thư. Và hiện nay Bộ Quốc phòng cũng có ông tướng Phan Văn Giang và Lương Cường có mặt trong Bộ Chính trị khóa 13 năm 2021. Chuyện tranh ngôi đoạt vị giữa hai người này vì vậy mà ngày càng trở nên gay cấn hơn.
hiện nay chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, tức là phó trực tiếp cho ông Nguyễn Phú Trọng về mặt đảng. Nếu được gần ông Trọng và hỗ trợ để cất nhắc thì việc tiến vào tứ trụ là điều không khó khăn gì. Trước đây việc này đã xảy ra hiện tượng ông Đoàn Khuê ém bệnh quyết giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để loại Phạm Văn Trà và cuối cùng những bài tính của ông không bằng trời tính. Tới cuối năm 1997, ông Đoàn Khuê bị buộc phải rời ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì bệnh đã quá nặng. Cuối cùng, Phạm Văn Trà vẫn được giữ chức vụ cao nhất trong nghề binh nghiệp của mình. Hiện nay, giữa ông Phan Văn Giang và Lương Cường đang dường như đấu nhau để giành vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Không biết ông nào thắng vì cho đến giờ cũng chưa có dấu hiệu rõ rệt cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghiêng về bên nào. Trước này giao cho ai mà giành được sự tín nhiệm của Chủ tịch Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng thì người đó sẽ giành phần thắng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa tỏ thái độ ủng hộ ai trong hai ứng viên Lương Cường và Phan Văn Giang. Văn kiện Đại hội khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định một điểm mới là xây dựng quân đội cần một số binh chủng, quân chủng tiến thẳng lên hiện đại chứ không phải chỉ từng bước tiến lên hiện đại như trước kia. Đây được xem là tiêu chuẩn để xét người nào có năng lực xây dựng quân đội tốt hơn để mà bầu chọn. Tuy nhiên, việc đánh giá ưu khuyết của mỗi ông thì còn có nhiều vấn đề về cảm tính, chứ chưa chắc gì công tâm khi mà trong Bộ Chính trị lúc nào cũng kéo bè kéo cánh để đấu đá lẫn nhau. Và dư luận cho rằng phải chăng tướng Phan Văn Giang đang tạm thời chiếm ưu thế. Nếu xét về khía cạnh thực hiện chủ trương hiện đại hóa gấp gáp một số binh chủng, quân chủng, thì ông Phan Văn Giang có ưu thế hơn. Ông tốt nghiệp trường tăng thiết giáp với số điểm cao nhất khóa công học thời đó. Trước khi làm thứ trưởng, ông Giang là tư lệnh quân khu 1, đơn vị đóng quân ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, ngay tiếp giáp với Trung Quốc, nơi luôn nhầm nhè xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam. Và vụ việc năm 1979 vẫn chưa nguôi ngoài. Như vậy, việc chỉ đạo viết ra điều kiện ấy có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng đã học cách chọn rể của vua Hùng thứ 18 để ra lễ vật ưu ái sơn tinh hơn thủy tinh trăng. Cũng có thể là như vậy, vì ông Nguyễn Phú Trọng vốn là con người khéo léo nhưng hết sức đa nghi. Báo Quân đội Nhân dân là tờ báo của quân đội, nhưng nó vẫn đang chịu sự điều khiển của Ban Tuyên giáo. Vì vậy, khi tờ báo này đăng những gì liên quan đến quân đội, thì không những nó thể hiện ý muốn của Bộ Quốc phòng, mà nó còn thể hiện dụng ý của ông Nguyễn Phú Trọng. Vào báo, tờ báo vào tháng 11 năm 2020, trên tờ này, Quân đội Nhân dân đã có bài viết với tiêu đề "Hiện đại hóa quân đội mang tính chiến lược". Bài báo cho biết dự thảo báo cáo chính trị Trung ương 12, báo cáo Đại hội 13 nhấn định như sau: tình hình Biển Đông tiềm ẩn nguy cơ khó lường, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ còn cam go và phức tạp, dẫn đến phải nhanh chóng hiện đại hóa quân đội. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang có chút ưu thế hơn ông Lương Cường trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Như vậy, nếu đem ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường đưa lên bàn cân theo tiêu chuẩn này, thì cán cân đang nghiêng về phía ông Phan Văn Giang hơn là ông Lương Cường. Với trình độ chính trị, ông Cường chuyển sang Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 phù hợp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với sự bổ nhiệm ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thì ông tướng Lương Cường không có khả năng chen chân vào thêm ban này nữa. Nếu ông Phan Văn Giang, một người đã trực tiếp chiến đấu ở biên giới phía Bắc với quân bành trướng Bắc Kinh và tư lệnh quân khu chấn giữ một vùng biên giới phía Bắc, một người có học hành thực tế với vũ khí hạng nặng, ông ta được chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng cũng sẽ được dư luận đồng tình hơn ông Lương Cường. Và câu hỏi đặt ra là cuộc chiến đến bao giờ mới ngã ngũ? Trước sau gì chuyện này cũng phải chốt hạ. Hạn chót là bước đầu bầu cử vào khóa 15 diễn ra của Quốc hội vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để sau đó ông Phạm Minh Chính chốt danh sách trình Quốc hội duyệt mang tính thủ tục vào khoảng tháng 6 năm 2021. Như vậy, ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường còn khoảng 3 tháng nữa vận động hành lang cho chức vụ của mình. Mà đặc biệt là lấy lòng ông Nguyễn Phú Trọng thì sẽ được cất nhắc vào chiếc ghế quyền lực nhất của quân đội này. Cũng hôm 20 tháng 2, tờ báo Tiền Phong nhận định rằng được sự ủy quyền của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ông Phan Văn Giang chủ trì hai buổi làm việc quan trọng với Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần. Điều này mang ý nghĩa là ông Phan Văn Giang đang dần thay thế ông Ngô Xuân Lịch. Đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang có cảm tình với ông Phan Văn Giang
hơn ông Lương Cường. Cũng theo tờ báo Tiền Phong, ông Phan Văn Giang đã chỉ đạo Tổng cục Chính trị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo vệ an ninh, chính trị, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, v.v. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang khi được thăng chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2016. Đáng lưu ý, trong số những giới chức quân đội ngồi nghe ông Phan Văn Giang chỉ đạo có cả ông Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, và là người được cho là cạnh tranh với ông Phan Văn Giang trong cuộc đua giành ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng theo bản tin nêu trên, trong cuộc họp còn lại, ông Phan Văn Giang đã ra lệnh cho Tổng cục Hậu cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương thức đảm bảo vật chất hậu cần phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dự kiến Trung ương Đảng sẽ có một cuộc họp trước khi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Ngay giờ chưa định được nhưng nó xảy ra vào khoảng tháng 5, và khi đó Bộ Chính trị sẽ chốt lại ai là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để cho Quốc hội khóa 15 họp phiên đầu tiên bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng và tiếp theo phê chuẩn chính thức ai là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Như vậy, chậm nhất là vào tháng 5 tới đây, cuộc chiến giữa ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường sẽ ngã ngũ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 2 năm 2021 với bản tin Cuộc chiến giữa tướng Phan Văn Giang và tướng Lương Cường bao giờ mới ngã ngũ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.